Chào các bạn, đây là chiếc camera wifi Yosi các bạn, phiên bản mới nhất của năm 2021. Hôm nay mình đã có trên tay, mình sẽ bóc hộp cho mọi người cùng xem với mình nhé. Và sau đấy mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kết nối cũng như là tải ứng dụng của nó để mình có thể sử dụng chiếc camera wifi Yosi này. Các bạn cùng xem với mình nhé. Đây các bạn, chiếc vỏ hộp đây, và ngay phía trên của nó sẽ là chiếc camera để các bạn có thể nhấc cả giá này đấy. Và bên dưới này nó có một cái tay để mình có thể gắn vào tường hoặc là các thứ để mình gắn chiếc camera vào. Và đây kèm theo đấy có một bộ sạc các bạn nhé, và một quyển sách hướng dẫn. Đây nó có những cái nở và cũng như vít để mình có thể khoan vào tường hoặc bất kỳ chỗ nào đấy để mình vít ốc vào. Và trong hộp hết không còn gì nữa. Đây là chiếc camera của mình đấy. Loại camera Yosi này nó sẽ có 3 cái râu để thu tín hiệu các bạn nhé. Và ở trên này nó có những cái mắt để mình có thể quay đêm được đấy. Này nó quay được lên 1080 các bạn nhé, quay Full HD. Và phía đằng sau này có loa để mình có thể nói chuyện khi mình đang ở xa, mình có thể phát qua cái loa này, mình dùng trực tiếp trên app điện thoại của mình ấy. Đấy, và phía đằng sau này nó có một chân sạc này. Và chỗ này là có cổng để mình kết nối trực tiếp bằng dây, hoặc các bạn có thể kết nối bằng wifi nhé. Đây, và bên dưới này thì nó sẽ có cái QR code để mình quét vào đây mình kết nối cho nhanh. Rồi. Đó, đơn giản nó chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Và ở phía bên dưới này các bạn sẽ thấy có một khe ở đây để mình gắn thẻ nhớ, để mình ghi những cái video mình cần ghi lại ở trong này. Đó, và bây giờ mình sẽ tiến hành mình tải app và mình kết nối để mọi người cùng xem với mình. Nếu các bạn nào chưa biết cách kết nối thì các bạn cùng xem để mình có thể kết nối được các bạn nhé. Điện thoại của mình các bạn hãy kết nối wifi vào cho mình nhé. Các bạn hãy kết nối vào mạng wifi trước. Đây, các bạn hãy kết nối vào mạng wifi của gia đình mình. Đây, nhưng mình đã kết nối ở đây rồi. Và tiếp đến các bạn vào CH Play hoặc App Store các bạn tải cái ứng dụng Yosi về nhé. Đây, các bạn tải cái ứng dụng Yosi này về cho mình. Đây, các bạn ấn cài đặt ở đây. Khi ứng dụng cài đặt xong thì các bạn ấn mở lên cho mình nhé. Đấy, ấn mở lên này và các bạn ấn đồng ý với điều khoản của nó. Rồi, tiếp đến nếu bạn nào có tài khoản rồi thì các bạn có thể đăng nhập vào. Còn nếu các bạn chưa có tài khoản thì các bạn ấn đăng ký nhé. Ấn đăng ký ở dưới này, mình tạo một cái tài khoản mới và ở đây mình chọn là quốc gia Việt Nam. Đây, các bạn bật cái định vị của mình lên nhé. Ở trên này các bạn bật cái định vị máy điện thoại của mình lên để đến lúc mình kết nối cho dễ. Ở đây số điện thoại thì các bạn hãy đăng nhập số điện thoại vào cho mình. Mình có thể đánh số điện thoại vào, các bạn bỏ số 0 cho mình được nhé. Đấy, ví dụ như của mình 0904 này, các bạn có thể bỏ số 0 đi, các bạn chỉ đánh 904 thôi. Đấy, xong các bạn xuống đây, các bạn ấn lấy mã xác minh nhé. Chỗ này thì nó có cái mã xác minh này, các bạn ấn nhận mã ở đây này. Đấy. Các bạn chờ tí nó sẽ có cái tin nhắn gửi tới hoặc có cuộc gọi đến nhé. Rồi ok, thì nó có cuộc gọi đến rồi, mình nghe trả lời thôi. Bạn là 3 1 1 8 9 1. Rồi, và mình điền mã của mình là được 3 1 1 8 9 1. Tiếp xuống đây các bạn lấy một cái mật khẩu cho mình nhé. Các bạn có thể lấy cái mật khẩu như thế nào cũng được. Lấy cái mật khẩu là Mr. Nu đi. Rồi, đấy, như thế này cho nó dễ nhớ. Rồi các bạn xong rồi các bạn ấn xác nhận cho mình nhé. Các bạn nhớ tích vào cái ô mà tôi đã đọc và đồng ý đây này. Đấy, nó có cái ô thế này. Đấy, tích vào này và các bạn ấn xác nhận nhé. Rồi, như vậy tức là xong. Ở đây thì các bạn ấn đăng nhập luôn thôi. Rồi, như vậy là được đúng không? Các bạn ấn đồng ý thôi. Các bạn phải cho phép thì mình mới kết nối được nhé. Khi mình đã tải app và tạo tài khoản xong rồi ấy, thì bên này các bạn hãy gắn cái chân đế này vào cho mình trước này. Đấy, các bạn gắn được hoặc chưa gắn được đây. Cái chân đế nó sẽ gắn này đây, nó có một cái lưỡi cài đấy các bạn nhé. Các bạn đặt vào đây và các bạn xoay theo chiều kim đồng hồ. Đấy, như này, và các bạn có thể đặt xuống này. Đấy, và các bạn tiến hành lấy củ sạc ở đây. Đây là củ sạc của nó các bạn nhé. Và các bạn cắm điện vào cho mình. Đây, bên này nó có cái chỗ kết nối sạc đây. Các bạn cắm sạc vào đây, nhớ cắm đúng hướng tránh gãy chân sạc các bạn nhé.
và các bạn tiến hành kết nối nguồn điện vào, các bạn cắm ổ sạc và các bạn chờ cho mình khoảng gần 1 phút để cho chiếc camera này nó hoạt động đàng hoàng, xong mình mới bắt đầu tiến hành kết nối các bạn nhé. Đây là chiếc camera wifi giá rẻ các bạn nhé, chiếc này nó rất là tiện lợi, mình có thể sử dụng rất là tiện khi mình không ở nhà, hoặc là cái này mình chỉ lắp thẻ nhớ thôi, chứ bình thường những loại camera mình lắp bằng bộ nhớ hoặc là những loại camera gia đình khác thì nó sẽ tốn rất là nhiều tiền, có thể mất vài triệu để mình lắp một bộ, nhưng bộ này nó chỉ mất chưa tới 1 triệu các bạn nhé. Đây mình cắm điện vào, mình chờ một tí các bạn nhé, thì chiếc camera nó xoay đi xoay lại và nó sẽ phát ra tiếng kêu tút tút là ok. Mình sẽ tiến hành kết nối ở bên ứng dụng. Đấy, bắt đầu nó chuyển động rồi các bạn. Mình chờ cho camera nó khởi động xong thì bắt đầu mình tiến hành kết nối thôi. Rồi, ok, bắt đầu nó phát ra tiếng kêu tút tút rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành lên app mình kết nối ở đây các bạn nhé. Và ở trên ứng dụng này thì các bạn ấn vào dấu cộng cho mình nhé, để mình thêm thiết bị. Và ở trên này các bạn ấn vào chỗ kết nối mạng nhanh đây này, kết nối hotspot đây này, đây, hàng thứ hai đây, từ trên xuống, ấn vào đây. Và ở trên này nó sẽ yêu cầu các bạn nhập cái mật khẩu wifi nhà mình vào, các bạn cho mật khẩu vào thôi. Đây, và các bạn có thể ấn cái mắt này lên để mình xem cái mật khẩu nhà mình đánh đã đúng chưa các bạn nhé. Và ấn tiếp tục. Đấy, ở đây thì nó sẽ hỏi các bạn có nghe thấy tiếng đu đu hay không. Đấy, cái tiếng này các bạn ấn nghe thấy nhé. Đấy, và ở trên này các bạn nó sẽ hiện cái dòng địa chỉ này lên này, và các bạn ấn vào đây cho mình. Đấy, và các bạn chờ một tí thôi. Khi nó kết nối xong thì nó sẽ ok các bạn nhé. Đây, nó đang tiến hành kết nối được 1-2% ở đây. Đang kết nối. Đấy, vui lòng chờ đợi. Đấy, nó báo luôn ở trên cái camera luôn các bạn nhé. Vì camera này nó sẽ nói tiếng Việt các bạn. Thiết bị đã tải lên. Rồi, ok rồi đấy. Các bạn chờ một tí nữa để nó hoàn thành là xong. Rồi, ở đây thì các bạn có thể đặt tên cho cái thiết bị của mình nhé. Đấy, ví dụ như mình đặt tên là Mr. Nu đi. Đấy, như thế này. Và các bạn ấn hoàn tất. Ở dưới này các bạn có thể chọn theo, ví dụ các bạn để nhà xe thì các bạn có thể chọn nhà xe, kho, khiết các thứ. Ở đây mình cửa tiệm, mình có thể chọn cửa tiệm các bạn nhé. Và các bạn xác nhận này. Đấy, xác nhận kiểm tra thiết bị của mình. Và bạn ấn kiểm tra thôi. Như vậy là ok rồi đấy. Như thế này các bạn ấn đồng ý nhé. Rồi, cho phép. Rồi, đăng tải và như này thì là mình đã kết nối thành công rồi các bạn nhé. Đây, ở đây mình có thể điều khiển này. Đấy. Cái này nó rất là nét luôn. Đấy, các bạn có thể điều khiển. Đấy. Và cái này các bạn muốn ghi âm lại hoặc các bạn muốn quay lại trực tiếp ở trên này thì nó có chỗ video đây này. Đấy, các bạn ấn vào đây các bạn có thể ghi lại, hoặc các bạn cắm thẻ nhớ vào nó sẽ tự động ghi lại hàng ngày các bạn nhé. Hoặc các bạn muốn nói chuyện với bên kia thì các bạn ấn giữ vào cái mic này và các bạn nói chuyện thì nó sẽ phát lên cái loa ở ngoài camera này các bạn nhé. Đấy, nó sẽ phát lên cái loa ở đây này, các bạn ấn thử, mình ấn thử cho các bạn xem nhé. Mình sẽ cho phép để kết nối mic nhé. Alo 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 alo. Đấy, các bạn nghe thấy không? Thế nó rất là tiện lợi luôn. Các bạn có thể ở ngoài, các bạn đang đi đâu để lấy đồ, hoặc là các bạn cần nói chuyện với ai ở nhà, các bạn cũng có thể kết nối qua đây các bạn nói chuyện được các bạn nhé. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách kết nối cũng như là giới thiệu qua về cái sản phẩm này cho các bạn biết. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm và muốn tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể vào đấy để các bạn xem kỹ hơn về chiếc camera wifi Yoshi này cũng như là giá của nó. Mình xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.